Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. ASS là gì? ASS là viết tắt của nguồn cấp dữ liệu tin tức hay tùy thuộc vào người bạn hỏi. Tóm tắt trang web phong phú, trực tiếp ASS chỉ là các tệp văn bản đơn giản với thông tin cập nhật cơ bản tin tức. Bài báo, đại loại như vậy, nội dung bị loại bỏ đó thường được cắm vào cái được gọi là trình đọc nguồn cấp dữ liệu của Google. Hoặc một giao diện nhanh chóng chuyển đổi các tệp văn bản ASS thành một luồng các bản cập nhật mới nhất từ khắp nơi trên web. Khi nội dung Internet trở nên phức tạp hơn, các tệp ASS cũng nhanh chóng chấp nhận hình ảnh, video và hơn thế nữa, nhưng vẫn ở định dạng rút gọn để tải và tương thích dễ dàng hơn trên tất cả các trình đọc nguồn cấp dữ liệu. Người đọc thường tự động cập nhật để họ cung cấp nội dung mới nhất ngay cho thiết bị của bạn. Về cơ bản, phương pháp này cho phép người dùng Internet tạo nguồn cấp dữ liệu trực tuyến của riêng họ chứa đầy các cập nhật tùy chỉnh từ các trang web mà họ muốn truy cập thường xuyên. Làm thế nào nó hoạt động khi ai đó xuất bản một câu chuyện trên Internet, trang web mà câu chuyện đó được lưu trữ có thể đẩy câu chuyện đó bằng ngôn ngữ đánh dấu mở rộng. Trình tổng hợp ASS về cơ bản, một chương trình hoặc dịch vụ đọc các tệp ASS XML này truy xuất lần lặp mới nhất của tệp XML từ nguồn ASS. ASS hoạt động theo logic đẩy kéo, trang web xuất bản đẩy tệp XML cập nhật liệt kê nội dung hiện tại trong nguồn cấp dữ liệu. Sau đó trình đọc hoặc dịch vụ tổng hợp kéo tệp XML đó khi người đọc làm mới danh sách nguồn cấp của mình. Hoặc tự động sau một khoảng thời gian nhất định, lợi ích của ASS cho người đọc đọc bài viết qua ASS thay vì truy cập trực tiếp vào trang web hoặc dựa vào lưu lượng truy cập phương tiện truyền thông xã hội. Có thể cải thiện trải nghiệm tiêu thụ phương tiện của bạn bằng cách tập trung vào nội dung mà bạn muốn xem, hơn là những gì người khác nghĩ bạn muốn xem. Không có thuật toán xác định nguồn cấp dữ liệu của bạn trông như thế nào, bạn sẽ nhận được tất cả. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Tính năng này giúp bạn theo dõi blog của bạn bè để họ không bị lạc giữa biển cập nhật của Facebook. Vẫn còn hiện tại trên các nhà cung cấp giá trị cao nhưng lưu lượng truy cập thấp. Một số trang web ví dụ, podcast hoặc blog chuyên nghiệp chỉ đẩy một hoặc hai câu chuyện mới mỗi tháng. Với ASS, bạn sẽ thấy những câu chuyện đó trong trình đọc của mình mọi lúc, mà không phải tiếp tục truy cập trang web với hy vọng điều gì đó mới mẻ, lướt các tiêu đề mà bạn có thể đi sâu vào. Thay vì phải tải từng câu chuyện một, bỏ qua các trang trả tiền của nhiều trang web. Tuy nhiên, một số trang web tin tức trực tuyến giới hạn bài viết miễn phí mỗi tháng của bạn vẫn đẩy tất cả nội dung của họ sang ASS mà không có bất kỳ rào cản giới hạn đọc hoặc chỉ đăng ký nào. Giảm quảng cáo, vì ASS chỉ đẩy nội dung của tệp XML mà không có tất cả nội dung xuất hiện trên trang web. Bạn sẽ đọc câu chuyện mà không bị gián đoạn, cung cấp một phiên bản nội dung rõ ràng mà bạn có thể chia sẻ, gửi email hoặc đánh dấu để xem lại sau này. Một số nhà cung cấp đã khôn ngoan lên đến ASS. Ví dụ, truyện tranh Dilbert nổi tiếng không còn xuất bản truyện tranh trong nguồn cấp dữ liệu ASS mà thay vào đó là một liên kết đến phiên bản web. Vì vậy, bạn sẽ thấy quảng cáo và một số máy chủ đàm thoại phổ biến cung cấp các liên kết ASS trả phí sử dụng khóa dựa trên đăng ký trong chính nguồn cấp ASS để mở khóa nội dung cao cấp. Nhưng những cách tiếp cận này rất hiếm. ASS feed là gì? Là một công nghệ Internet giúp người đọc có thể đọc được những tin tức mới nhất từ một hoặc nhiều website khác nhau mà không cần trực tiếp vào website đó. Thứ họ cần là chương trình đọc tin ASS, ASS Feed Reader, New Reader, New Aggregator, những lợi ích của ASS feed cho website và thứ hạng tìm kiếm của bạn. Nội dung luôn được cập nhật mới, nếu bạn tạo ra ASS thì lúc có người lấy ASS từ website của bạn thì bạn đã có một luồng backlink miễn phí. Nếu bạn lấy ASS từ website khác thì nội dung website của bạn sẽ phong phú và tăng lượng traffic, tăng số từ khóa website bạn, tăng tốc độ website bạn được lập chỉ mục. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.